Mời các bạn tiếp tục đón nghe hồi ký Chúng tôi tham gia giải phóng thủ đô Phnom Penh. Tác giả: cựu chiến binh Văn Thắng. Giọng đọc: Hồi ức lính. Phần 9. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Cuối tháng 9 năm 1979, vào lúc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 34 họp phiên toàn thể, bọn bành trướng Trung Quốc và Mỹ và các thế lực phản động cấu kết với nhau nặn ra cái gọi là vấn đề Campuchia để can thiệp sâu hơn vào nội bộ nước này. Chúng bày trò viện trợ nhân đạo, viện trợ khẩn cấp cho người tị nạn Campuchia để hợp thức hóa việc cung cấp vũ khí, lương thực cho bọn tàn quân Pol Pot. Sau nhiều lần đi lại, tiếp xúc nhộn nhạo trong các quan chức chóp bu của mỗi bên hữu quan, bọn đế quốc và phản động quốc tế đã bắt tay nhau cho ra đời cái gọi là Chính phủ Campuchia Dân Chủ do Sihanouk làm chủ tịch. Ngày 18 tháng 9 năm 1979, Sihanouk thành lập Kháng chiến Bảo Hoàng. Lực lượng cựu thủ tướng Son San thành lập một tổ chức, còn lực lượng không cộng sản cũng thành lập một tổ chức với tên gọi Molika. Ngày 20 tháng 9 năm 1979, Hoa Kỳ tăng cường viện trợ cho các phe phái Campuchia, đồng thời tiếp tục cấm vận kinh tế với Việt Nam, bỏ đàm phán bình thường quan hệ với Việt Nam, gây áp lực để Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á ngưng các khoản vay cho Campuchia và Việt Nam. Trung Quốc cam kết cho vay 80 triệu đô la hàng năm cho lực lượng Khmer Đỏ để chúng nhặt thêm quân. Đến tháng 8 năm 1980, chúng đã có từ 20.000 đến 36.000 quân rải khắp đất nước Campuchia. Chúng chọn vùng rừng núi phía tây Bua Sát, Bát Tham Bang, sát biên giới Thái Lan, Campuchia và một phần trên lãnh thổ Thái Lan làm căn cứ. Chúng biến vùng rừng núi này thành nơi tiếp nhận trang bị, vũ khí, lương thực của Bắc Kinh, của Mỹ và các thế lực phản động khác, đồng thời nơi đây trở thành lãnh địa của chúng để tập hợp lực lượng chống phá cách mạng Campuchia lâu dài. Bọn phản động quốc tế mua bán với nhau ngay trên lưng của Việt Nam. Ngày 13 tháng 1 năm 1979, Ieng Sary gặp Đặng Tiểu Bình trên đất Trung Quốc. Đặng nói đại ý, chế độ Pol Pot đã làm cho Trung Quốc mang tiếng xấu trên diễn đàn quốc tế, ảnh hưởng đến hợp tác Trung Quốc-Thái Lan trong cuộc chiến ủng hộ Pol Pot tại Campuchia. Nhưng Trung Quốc đã cố gắng thuyết phục Thái Lan đồng ý cho Pol Pot sử dụng lãnh thổ và cung cấp phương tiện giao thông vận tải, đồng thời cho phép các lãnh đạo Khmer Đỏ đi qua Thái Lan ra nước ngoài. Tàu Trung Quốc chở vũ khí, đạn dược đến cảng Kho Long Giai, sau đó phía Thái Lan chuyển tiếp đến các trại đóng quân của Khmer Đỏ trên biên giới Thái Lan. Phía Thái Lan cung cấp lương thực, thuốc men cho Khmer Đỏ, còn Trung Quốc trả phí cho Thái Lan, đồng thời cho phép Thái Lan sử dụng một phần vũ khí, đạn dược và chuyển giao công nghệ chế tạo vũ khí chống tăng, với điều kiện Thái Lan phải chuyển một phần cho Khmer Đỏ. Tại sao Thái Lan lại làm như vậy với Việt Nam? Bởi chính phủ Thái Lan nghi ngờ mục tiêu lâu dài của Việt Nam và lo sợ Việt Nam hỗ trợ phong trào cộng sản bên trong Thái Lan nổi dậy đã khiến chính phủ Thái Lan ủng hộ Mỹ trong những năm chiến tranh Việt Nam từ 1954 đến 1975. Năm 1979, sự hiện diện quân sự của Việt Nam tại Campuchia một lần nữa lại làm cho mối quan tâm và lo sợ tương tự xuất hiện. Vì vậy, Thái Lan liên minh với Khmer Đỏ, một kẻ thù của Việt Nam, và tìm đến sự hỗ trợ an ninh của Trung Quốc. Được các quan thầy củng cố về tổ chức, hà hơi tiếp sức về tinh thần, vỗ béo về thể xác, bọn Khmer Đỏ lại hăm hở vác súng, mang mìn, trở về hoạt động chống phá nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia non trẻ và bắn giết chính đồng bào của mình. Mùa khô năm 1979, 1980 và cả năm 1980, cán bộ chiến sĩ sư đoàn 341 trải rộng địa bàn hoạt động của mình trên vùng rừng núi phía tây Pua Sát, Bát Tam Bang, hàng chục nghìn km vuông, truy quét tàn quân Khmer Đỏ và xây dựng tuyến phòng thủ, bảo vệ biên giới giúp bạn. đang trong quá trình tìm diệt Tam Mốc trong dãy Uran. Nửa cuối tháng 10 năm 1979, đội hình sư đoàn hành quân cuốn chiếu về hướng Tây Bát Tam Bằng. Trung đoàn 270 từ Dô Viêng, Pù Sát, cắt rừng theo các phương vị, đánh chiếm khu vực Tà Xanh. Trước đó, Trung đoàn 273 đã đứng chân ở huyện Muông Sray, Bát Tam Bang. Trung đoàn 250 tăng cường đứng chân khu vực 20 nhà, cách Palin khoảng 20 km. Lực lượng còn lại của sư đoàn hành quân cơ giới lên huyện Palin. Sư đoàn bộ và các đơn vị trực thuộc đứng chân quanh khu vực cua chữ V. Trung đoàn 266 hành quân và chiếm lĩnh khu vực Sam Lốt. Từ đây, một cuộc đọ sức, đọ trí giữa lực lượng quân tình nguyện Việt Nam và bọn Pol Pot lại bắt đầu. Ta qua nhiều ngày chiến đấu, truy quét Pol Pot, tìm diệt Tà Mốc suốt cả mùa mưa trong rừng sâu. Địch thì ít, nhưng gian khổ thì nhiều. Ăn uống thiếu, sốt rét lại tăng. Sức khỏe và quân số giảm xuống từng ngày. Địch bắt đầu được tiếp thêm lương thực, thực phẩm, vũ khí, quân số được tuyển dụng mới. Trong đầu hí hửng nào là lực lượng kháng chiến Bảo Hoàng, nào là đại diện Phan Sipach, nào là lực lượng KPNLA, nào là Molika, lại được trang bị thêm súng, mìn các loại mới toanh. Quần áo phần lớn đã được thay mới, đổi màu trang phục. Chúng còn được huấn luyện thêm về cách đánh bằng cài, bẫy mìn các loại, đã gây cho chúng ta không ít những khó khăn. Nhiệm vụ của sư đoàn từ đây có những thay đổi, vừa mang tính chất tác chiến của một sư đoàn chủ lực cơ động, vừa truy quét tàn quân địch, vừa xây dựng tuyến phòng thủ bảo vệ biên giới. Điều đó làm cho mỗi cán bộ chiến sĩ phải có cách nghĩ, cách làm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Điều chỉnh tạm thời đội hình đứng chân, Trung đoàn 270 cắm tiểu đoàn 6 ở hướng Tây Nam Phùm Tức Sóc, ngăn chặn địch từ Thái Lan sang. Tiểu đoàn 5 đang trên đường từ Phum Chàm Rông thì phát hiện có địch ở điểm cao 339. Tiểu đoàn trưởng Lê Duy Hân lệnh cho các đại đội quay lại vòng từ phía đông điểm cao, tìm và truy theo dấu vết địch. Tiểu đội trưởng trinh sát Trần Văn Đức dẫn 3 chiến sĩ trinh sát bám theo. Đi được khoảng 2 cây số, anh em nghe tiếng chặt cây rời rạc. Mọi người nhằm hướng đó để đi tới. Ở yên ngựa phía trước lố nhố mấy tên áo đen đang chặt cây, một số tên đang đào công sự. Phía dưới thung lũng và 2 đầu con đường mòn có 2 tốp địch đứng gác. Trần Văn Đức cho một chiến sĩ quay lại báo cáo tiểu đoàn và đề nghị tiểu đoàn trưởng cho tiểu đội trinh sát lên phía trước gặp Đức. Hiểu ý định của trinh sát, tiểu đoàn trưởng Trần Duy Hân cho tiểu đội trinh sát bí mật trườn lên phía trước, diệt những tên lính gác. Các đại đội vòng rộng ra 2 bên thành thế bao vây. Đại đội 5 từ trên cao tiến xuống chân đồi. Chiến sĩ Trần Đình Mưu nhìn thấy địch lố nhố ở phía trước. Mưu dẫn 5 chiến sĩ bò vào gần hơn chút nữa. Mấy tên địch đang cưa gỗ, nghe tiếng lạo xạo, chúng ngước mắt. Nhìn thấy chiến sĩ ta đã tiếp cận gần, mặt chúng méo sạch, la không thành tiếng, vội vớ súng chạy nhào xuống chân đồi. Dưới đó các đại đội 6, 7, 8 đã kịp bịt kín đường chạy của chúng. Các loại súng bộ binh vừa rộ lên khoảng 10 phút, gần 150 tên địch bị tiêu diệt. Một số tên bị bắt, trong đó có tên Sophin là tiểu đoàn trưởng. Sophin khai, lực lượng này là trung đoàn 53, sư đoàn 1. Ban chỉ huy trung đoàn đã bị chết. Sophin trải tấm bản đồ vẽ bằng tay khu vực Nam Ta Xanh và chỉ cho ta một cứ lõm của các trung đoàn khác. Được đối xử tử tế, Sophin dẫn bộ đội ta truy quét vào những vùng địch đang triển khai bố phòng, tiêu diệt thêm một vài căn cứ lõm khác. Tháng 12 năm 1979, Trung đoàn 266 từ phía nam của chữ V tiến sâu hơn 50 km về phía nam Sam Lốp, loại khỏi vòng chiến đấu Trung đoàn 75, Sư đoàn 1 của Pol Pot, thu nhiều vũ khí, trang bị mới mang nhãn hiệu Trung Quốc, còn thơm mùi nước sơn. Ngày 5 tháng 10 đến tháng 1 năm 1980, Trung đoàn 250 kết hợp với Tiểu đoàn 4, Tiểu đoàn 6 của Trung đoàn 270, xóa sổ căn cứ lõm của trung đoàn 69, sư đoàn 2 của địch ở Tây Nam Ta Sanh 25 cây số. Cùng thời gian trên, tại địa bàn huyện Mông Say, hầu hết tàn quân địch bị trung đoàn 273 tiêu diệt và tan rã hoàn toàn. Các căn cứ lõm bị ta triệt phá và tiêu diệt. Địch thay đổi thủ đoạn tác chiến. Gặp các mũi truy quét lớn của ta, chúng lẩn trốn. Ta đi qua, chúng vòng lại cài mìn, phục kích. Nắm được thủ đoạn đó, ta đi qua nhưng bí mật, để một lực lượng nhỏ phục kích sẵn. Địch ra gài mìn thì bị ta tiêu diệt tại chỗ. Chúng lại tăng cường cài mìn phá giao thông, phục kích xe ô tô và nơi bộ đội ta thường hay qua lại, kể cả vùng hậu cứ. Ta tổ chức những tổ chốt cơ động, bí mật phục kích lại chúng. Những bãi mìn do địch cài mới, ta chủ động rà phá bằng nhiều phương pháp khác nhau, hoặc cải tạo nó thành những bãi mìn, ngăn cản sự xâm nhập của chúng từ biên giới Thái Lan sang. Cứ thế cuộc săn lùng, tìm diệt, chống, phá những thủ đoạn của nhau, tương kế, tiệu kế, kéo dài cả năm trời. Địch đã gây cho ta không ít những khó khăn. Trung đoàn 266 ở Sam Lốt bị chúng phục kích, cướp mất khẩu pháo 120 ly và hy sinh đồng chí trung đoàn phó Nguyễn Văn Thân đang trên đường truy quét trở về đơn vị. Nhiều cán bộ chiến sĩ hy sinh, bị thương trong chiến đấu. Trong quá trình truy quét đã là nỗi đau, nhiều cái chết vì bệnh tật, nhất là chết vì sốt rét rừng, càng đau xót hơn nhiều. Có đồng chí bị thương khiêng cáng đường xa quá, không cấp cứu kịp mà hy sinh. Có đồng chí bị thương nặng chậm đưa về tuyến sau đã hy sinh. Đồng chí bị thương nhẹ, thiếu thuốc, nhiễm trùng thành nặng cũng hy sinh. Có đồng chí bị thương ra nhiều máu, khát nước không có nước uống cũng hy sinh. Có đồng chí lên cơn sốt rét ác tính, đang lúc hành quân truy quét thì bị hy sinh. Biết bao nhiêu những sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ không kể hết, thật đau lòng. Hết mùa khô đến mùa mưa, vượt qua bao nhiêu hy sinh, gian khổ, cán bộ chiến sĩ sư đoàn 341 vẫn một lòng trung thành với nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp bạn như tự giúp mình, không một chút đắn đo, suy tư, ban ơn hay mặc cả. Tung hoành cả mùa khô, lầm lũi suốt mùa mưa trong rừng sâu biên giới Campuchia-Thái Lan để tiêu diệt hết những căn cứ lõm của địch, xây dựng tuyến phòng thủ, bảo vệ biên giới giúp bạn. Nhiệm vụ nào sư đoàn cũng tự khẳng định được vị trí của mình. Đầu mùa mưa năm 1980, bầu trời Campuchia loang lổ những đám mây đen, báo hiệu một mùa bội thu nữa cho nông dân Campuchia trên vùng đất màu mỡ. Những đám mây đen loang lổ trên những vùng rừng núi phía Tây lại mang đến cho cán bộ chiến sĩ sư đoàn 341 một cuộc chiến đấu mới, đầy hy sinh gian khổ, triệt phá những căn cứ lõm của địch. Một trong những căn cứ lõm là điểm cao 348. Khu vực điểm cao 348 nằm trong vùng rừng già phía Tây Bùa Sát, Bát Tham Bằng, tiếp giáp biên giới Thái Lan, có 3 mỏm chính. Mỏm phía Tây nằm trên đường biên giới Campuchia-Thái Lan, cao 420 m. Mỏm phía Nam cao 500 m, cách mỏm phía Tây 2 km và cách điểm cao 348 khoảng 1,5 km về phía Nam. Ba mỏm nối nhau bằng đường yên ngựa ở độ cao trung bình 200 m. Nếu không có người dẫn đường thì không thể tiếp cận các mục tiêu này bởi những hệ thống các bãi mìn bảo vệ. Sau gần nửa tháng trinh sát, điều tra, nghiên cứu mới thấy rằng chỗ này địch xây dựng một hệ thống công sự hầm hào bằng bê tông và các loại gỗ quý không bị mối mọt. Nhà ở nằm sâu dưới đất và nối với nhau bằng giao thông hào, sâu 1,5 đến 1,8 mét. Xung quanh điểm cao 348, chúng cũng cài các loại mìn dưới những cây khô, xếp chồng lên nhau nhiều lớp để chống đạn B-40. Ở chân điểm cao, chúng bố trí những tổ canh gác tiền tiêu và hệ thống thông tin cảnh giới khá chu đáo. Đây là một trong những căn cứ lõm của lực lượng Khmer Đỏ tự do do Son San cầm đầu. Sau khi Pol Pot bị đánh bại, chúng tập hợp luôn các lực lượng tàn quân của Pol Pot thành một đội quân ô hợp, tạm thời chung mục đích chống phá cách mạng Campuchia. Lực lượng đánh phá căn cứ này là trung đoàn 270, được tăng cường thêm tiểu đoàn 3 anh hùng và đại đội 2 của tiểu đoàn 17. Công binh làm nhiệm vụ phá gỡ bom mìn, một trung đội trinh sát dẫn đường cho bộ binh dưới sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí Lê Hải Anh, tham mưu phó sư đoàn. Hơn 10 ngày, công binh sư đoàn làm nhiệm vụ gỡ mìn, mở đường, các lực lượng pháo binh, thông tin, quân y, vận tải bắt đầu tiến vào vị trí chiếm lĩnh. Theo hợp đồng chiến đấu, đúng 7 giờ ngày 20 tháng 4 năm 1980, các lực lượng tham chiến nổ súng tấn công. Đến 9 giờ ngày 20 tháng 4, đại đội 5, tiểu đoàn 5 mới ém vào mục tiêu. Hai chiến sĩ đi đầu phát hiện khoảng 10 tên địch trong chiến hào đối diện. Chiến sĩ Nguyễn Hồng Tân kịp thời đặt quả mìn định hướng, phát nổ theo dọc chiến hào. Hai tên địch bị chết tại chỗ. Nghe tiếng nổ lớn, địch tập trung hỏa lực chống cự rất mạnh, đánh bật mũi tiến công của tiểu đoàn 5. Các hướng khác, bộ đội xuất kích, nhưng vì đồi dốc, rừng rậm, cối 60 ly và súng 12 ly 7 không phát huy được tác dụng. Hướng tiểu đoàn 4, những bãi mìn dày đặc cản trở tốc độ tiến công của bộ đội. Tham mưu phó sư đoàn lệnh cho tiểu đoàn 6 nâng tốc độ tiến công. Tiểu đoàn 6 leo đến lưng chừng dốc thì bị địch dùng hỏa lực 12 ly 8 bắn tới tấp vào đội hình. Tiểu đoàn trưởng Lê Văn Hợi hy sinh. Tiểu đoàn phó Lê Tư lệnh cho 12 ly 7 chế áp để bộ binh phát triển, đồng thời báo cáo lên trung đoàn. Đơn vị bị bắn rất mạnh từ hai phía chứ không phải từ trên cao xuống. Tham mưu phó sư đoàn nhận định đơn vị đang ở yên ngựa, đánh lạc hướng mục tiêu. Anh lệnh cho pháo binh kiềm chế mạnh hai mỏm đồi, đồng thời điện cho Nguyễn Quang Nuôi, trung đoàn phó trung đoàn 273, đang chỉ huy trực tiếp tiểu đoàn 3, và Dương Cao, trung đoàn phó trung đoàn 270, đang trực tiếp chỉ huy tiểu đoàn 4, điều chỉnh lại hướng đánh và cách đánh. Suốt 10 tiếng đồng hồ liên tục, ta và địch giằng co nhau. Địch ở trên đồi, ta bao vây quanh các điểm cao. Ta phải dùng mìn định hướng phạt quang các bãi mìn từ dưới chân đồi, dùng B40 lựu đạn mở đường lên các điểm cao. Các loại hỏa lực bắn dọn đường tới đâu thì bộ binh bám sát tới đó. Đến 16 giờ, một nửa phía tây cao điểm 348 bị tiểu đoàn 5 đánh chiếm nhưng không phát triển thêm được. Trời tối dần, tiểu đoàn 5 dừng tiến công, củng cố lại công sự. Các đơn vị khác tiếp tục lợi dụng đêm tối để dò gỡ mìn, lấn dần lên các cao điểm 420 và điểm cao 500, quyết không để cho địch lọt ra ngoài vòng vây. 6 giờ sáng hôm sau, ngày 21 tháng 4, trời vừa sáng rõ, sư đoàn dùng pháo binh kết hợp với các loại cối 82, cối 60 đi cùng bộ binh bắn chế áp, đồng thời cho bộ binh lợi dụng khi pháo bắn nâng dần đội hình, bám sát mục tiêu. Tại điểm cao 500, khi pháo vừa dứt, trung đoàn phó Nguyễn Quang Nuôi chỉ huy trực tiếp tiểu đoàn 3, lệnh cho bộ binh xung phong. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 Hoàng Quốc Viên dẫn đại đội 11 ào lên. Ta và địch giành nhau từng góc chiến hào. Sau 1 giờ chiến đấu, tiểu đoàn 3 đánh chiếm được điểm cao 500. Nguyễn Quang Nuôi tiếp tục lệnh cho đại đội 9 dưới sự chi viện của 12 ly 7 và DKZ-75, DKZ-82 đánh qua yên ngựa, tràn sang điểm cao 348. Một bộ phận địch ở yên ngựa lui dần về cao điểm 348. Tổ Đại Liên, Đông, Trường, Trần đi trước đội hình đại đội 9, bám sát địch, tiêu diệt khoảng 10 tên, dồn chúng co về điểm cao càng nhanh. Tiểu đoàn 4 đánh chiếm điểm cao 420 thuận lợi hơn. Ở đây địch ít nghe tiếng súng rộ lên ở hai điểm cao phía trước, chúng rất hoang mang, chống cự yếu ớt. Một số tên bị tiêu diệt do pháo binh ta, một số bị bộ binh tiểu đoàn 4 bám sát đánh mạnh không chống đỡ nổi, phải tháo chạy toán loạn sang hai điểm cao. Phần lớn bị chết trong quá trình bỏ chạy do vướng mìn của chúng. Tiểu đoàn 4 có cơ hội dồn lực lượng tiếp cận điểm cao 348. Toàn bộ lực lượng bị địch dồn về một nửa điểm cao còn lại. Tại đây, chúng dựa vào công sự vững chắc, những bãi mìn rộng bao quanh dưới chân điểm cao, che chở càng ngoan cố chống cự. Ta giảm dần mức độ tiến công, điều chỉnh lực lượng, tạo thành thế bao vây, bám sát mục tiêu. Đến 15 giờ cùng ngày, khi tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 5 đã hình thành gọng kìm khép kín, lực lượng còn lại của tiểu đoàn 3 đón lõng vòng ngoài, sẵn sàng cơ động, thì tham mưu phó sư đoàn Lê Hải Anh ra lệnh nổ súng tấn công dứt điểm mục tiêu. Sau những loạt pháo của sư đoàn, trung đoàn và hỏa lực đi cùng bộ binh ngừng bắn. Các đại đội bộ binh xông lên thì phần lớn địch ở trên điểm cao 348 đã hầu như mất sức chiến đấu. 16 giờ, ta làm chủ hoàn toàn các cao điểm 348 và toàn bộ khu vực tác chiến, xóa sổ căn cứ lõm, một lực lượng ô hợp của Khmer Đỏ tự do, tiêu diệt và bắt sống hơn 400 tên. Vòng xanh lớn trên bản đồ tác chiến của sư đoàn bị xóa bỏ. Hàng trăm người dân Thái Lan sang đào bới đá ruby tại khu mỏ Ba Lin, hoảng sợ bỏ của chạy lấy người. Khu vực biên giới Campuchia-Thái Lan của hai tỉnh Pol Pot, Bát Tam Bằng tạm thời ngưng tiếng súng. Mùa mưa năm 1980 trên vùng rừng núi phía Tây và phía Nam Campuchia lại một lần nữa là thử thách lớn đối với cán bộ, chiến sĩ sư đoàn. 4 chữ M, mưa, mìn, miên, muỗi làm cho anh em kiệt sức. Mưa đất lở, đá trôi, cây đổ, cành rơi, suối xiết làm chết bộ đội một cách bất đắc dĩ. Mìn địch cài, ta cài, răng khắp dọc biên giới, gọi là xây dựng tuyến phòng thủ biên cương như những cái bẫy, gây chết người đáng kể. Bọn lính Pol Pot từ bên kia biên giới, từng tốp được Angka xúi về cài mìn, phục kích, giết dân, làm cho ta không ăn ngon ngủ yên. Muỗi, sên bám khắp mặt mũi, chân tay, trong người hút hết máu, sốt rét ngày càng nhiều, bộ đội chết vì sốt rét cũng không ít. Chưa hết giặc, nhưng những trận đánh thường xuyên, liên tục, quyết liệt trên vùng rừng núi phía biên giới Campuchia-Thái Lan cũng đã giảm bớt. Ở biên giới phía Bắc, Trung Quốc lại tiếp tục lăm le, đe dọa và gây hấn. Quân đoàn 3 đã ra Bắc từ tháng 6 năm 1979. Hôm nay đến lượt sư đoàn 341 nhận nhiệm vụ về nước, ra Bắc sẵn sàng làm lực lượng cơ động của bộ. Trước khi về nước, Bộ Tư lệnh Sư đoàn đã tổ chức cuộc gặp mặt chia tay tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Tam Băng. Cuộc gặp mặt đồng chí Nguyễn Hữu Tiến, chính ủy, thay mặt Đảng ủy Bộ Tư lệnh Sư đoàn, bàn giao tượng trưng cho tỉnh Bắc Tam Băng 2 cháu trai, 1 gái, độ tuổi 13, đại diện cho gần 2.000 cháu được bộ đội ta cứu sống bên những hố chôn người, những đống xác chết trong rừng sâu. Cháu trai là Buôn Mi, được các chiến sĩ tiểu đoàn 6 nhặt từ trong đống xác bị đập đầu. Các chú đặt tên cho cháu là Được, Trần Văn Được. Cháu gái vẫn giữ nguyên cái tên gọi là Somlin. Cháu Somlin rất thích bài hát "Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ", được bộ đội dạy cho cháu và cháu hát rất hay bài đấy. Khi nhận tượng trưng 2 cháu, Bí thư tỉnh ủy Bát Tam Bang nói: "Ghi nhớ tình nghĩa quốc tế sâu nặng này, Đảng và nhân dân chúng tôi sẽ nuôi dạy các cháu trở thành những người có ích cho xã hội, những người chủ thật sự trong công cuộc xây dựng đất nước Campuchia hòa bình, dân chủ, phồn vinh." Còn nhớ trong lần đến thăm sư đoàn 341 tháng 4 năm 1979 tại Krakow, Pol Pot, đồng chí Chan Si, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia nói: "Nhớ lại những ngày đầu khi cách mạng Campuchia mới thành công, đất nước Campuchia mới thoát khỏi họa diệt chủng của Pol Pot, Ieng Sary. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, phức tạp, công việc còn ngổn ngộn, việc nào cũng cấp bách, kẻ thù lại nhen nhóm, lực lượng chống phá cách mạng. Tình hình mọi mặt như ngàn cân treo sợi tóc. Trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng ấy, sự giúp đỡ vô tư, khẳng khái, chí tình, chí nghĩa của quân đội nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Campuchia, với cách mạng Campuchia thật quý giá và trân trọng biết bao nhiêu." rất nhiều những câu chuyện cảm động của quân tình nguyện Việt Nam giữa cán bộ chiến sĩ sư đoàn 341 và nhân dân Campuchia không thể phai mờ. Chị Sa Rươn, giáo viên ở Phum Sboric, sau khi được cứu sống trở về với nghề giáo viên trước đây, chị đã viết thư lên thông tấn xã KBS nói lên cảm xúc và lòng biết ơn của mình. Tôi không còn hy vọng sống khi bị bọn Angka đóng cọc tre vào mình. Sau khi được bộ đội Việt Nam giải phóng khỏi bàn tay lũ giết người, được các bác sĩ quân tình nguyện Việt Nam cứu chữa, tôi được tái sinh. Tôi lại lên bục giảng cùng học sinh thân yêu của tôi. Qua làn sóng Đài Tiếng Nói Nhân dân Campuchia, tôi xin ghi lòng tạc dạ ơn nặng tình sâu của bộ đội quân tình nguyện Việt Nam, ân nhân của thầy trò chúng tôi, của cả dân tộc Campuchia. Mẹ So May, 72 tuổi, đang hấp hối bên bụi tre già trong rừng, được chiến sĩ vệ binh sư đoàn Kiều Xuân Thủy bắt gặp, cõng về trạm xá sư đoàn chăm sóc, thuốc thang. Mẹ được cứu sống. Mẹ nói, không bao giờ đất nước Campuchia hết cây thốt nốt, cũng như không bao giờ nhân dân Campuchia quên công ơn bộ đội tình nguyện Việt Nam. Ngày 10 tháng 11 năm 1980, đơn vị đầu tiên của sư đoàn 341 lên đường về nước, cũng là lúc sư đoàn nhận được lá thư của Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia và Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Campuchia gửi cho sư đoàn. Bức thư có đoạn: Tổ quốc Campuchia sẽ mãi ghi vào sổ vàng lịch sử đấu tranh cách mạng của những chiến công và hình ảnh quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, của sư đoàn 341 nói riêng. Trong những năm tháng chiến đấu trên đất nước Campuchia, các đồng chí đã để lại những kỷ niệm vô cùng cao đẹp, những hình ảnh trong sáng của tình đoàn kết, chiến đấu giữa quân đội và nhân dân hai nước Campuchia và Việt Nam chúng ta. Tên tuổi của sư đoàn đã ăn sâu vào trái tim và lòng người dân Chùa Tháp. Năm tháng sẽ qua đi, nhưng lịch sử của dân tộc Campuchia và nhân dân Campuchia đời đời ghi nhớ công ơn quân tình nguyện Việt Nam, công ơn và tên tuổi của sư đoàn 341. Như vậy là cuốn hồi ký của cựu chiến binh Văn Thắng xin được kết tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập hồi ký tiếp theo.